Mình là luật sư Huyền Trân đến từ công ty pháp lý Dway. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về điều kiện để chúng ta thành lập một công ty thiết kế nội thất. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Thật ra thì hiện nay là chúng ta có những cái loại hình công ty về kiến trúc nội thất thì rất là nhiều, và công ty về thiết kế kiến trúc thì nó cũng các bạn nghe nó cũng nhập nhằng giữa hai cái yếu tố này. Thì theo quy định của pháp luật thì luật nó chỉ có quy định là về cái chứng chỉ năng lực thiết kế công trình thôi. Còn cái việc mà thiết kế nội thất thì nó sẽ không phải là một cái thuật ngữ có quy định trong pháp luật. Cho nên là các bạn sẽ phân biệt ra chúng ta làm một công ty thì cái này là chúng ta thiết kế cái gì. Nếu như mà chúng ta thiết kế cái công trình để mà có thể xây dựng được thì nó sẽ nằm trong cái theo cái quy định của pháp luật là một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, là cái ngành về thiết kế công trình. Còn nếu như mà chúng ta chủ yếu là chúng ta thiết kế nội thất, tức là chúng ta có sẵn cái nhà xây lên rồi, bây giờ chúng ta bố trí cái phòng đó như thế nào, phòng ngủ có mấy cái khu vực, rồi chúng ta kèm theo là hoạt động bán nội thất luôn á, thì nó sẽ nghiêng về đây là một cái dịch vụ thiết kế chuyên dụng, và nó sẽ kèm theo là bán các loại nội thất chứ nó không phải là cái hoạt động thiết kế công trình. Cả hai loại hình công ty là công ty thiết kế công trình xây dựng và công ty về kiến trúc nội thất thiết kế nội thất thì nó đều có cái điều kiện thành lập như nhau, tức là cái việc thành lập nó sẽ được thực hiện tại sở kế hoạch đầu tư của tỉnh thành phố nơi mà bạn đặt trụ sở. Do đó thì nếu như mà các bạn muốn đặt trụ sở ở cái tỉnh thành phố nào thì bây giờ chúng ta sẽ đến sở kế hoạch đầu tư của tỉnh thành phố đó để làm thủ tục xin cấp giấy phép ha. Và cái thủ tục này nó cũng sẽ không yêu cầu bất kỳ một cái hợp đồng thuê nhà hay là một cái bằng tốt nghiệp của giám đốc hay là một cái chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng thi công gì hết á, không cần chứng minh bất cứ điều gì hết. Chúng ta chỉ cần nộp duy nhất một cái, đó chính là bản sao y công chứng của cái giấy tờ chứng thực cá nhân của các bạn thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta thành lập một cái công ty về kiến trúc hoặc là thiết kế công trình xây dựng thì chúng ta nên chọn loại hình nào? Thì theo kinh nghiệm của mình thì nếu như các bạn chỉ có một mình đứng ra thành lập công ty thì chúng ta chọn cái mô hình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì nó sẽ là mô hình ưu việt và tinh gọn nhất để chúng ta có thể dễ vận hành, dễ quản lý. Còn nếu như mà các bạn có nhiều cổ đông góp vốn thì chúng ta có thể lựa chọn giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Và như vậy thì kèm theo đó thì cái vốn điều lệ cũng là tương tự, bởi vì vốn điều lệ nó cũng không phải chứng minh, không phải ký quỹ hay là nộp vào trong tài khoản ngân hàng ngay tại thời điểm mà chúng ta thành lập công ty. Do đó thì chúng ta có quyền kê khai như thế nào là tùy theo cái nhu cầu và nguyện vọng của chúng ta. Đến lúc mà công ty chúng ta rẽ sang hai nhánh khác nhau rồi đó, bởi vì cái công ty mà thiết kế công trình xây dựng thì nó sẽ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, còn cái hoạt động mà nội thất thì nó sẽ thuộc về hoạt động thiết kế chuyên dụng. Thì do đó một ngành là có điều kiện, một ngành là không có điều kiện ha. Bên đây là có điều kiện nè, là ngành thiết kế công trình xây dựng, và bên đây là hoạt động thiết kế chuyên dụng. Thì nó sẽ rẽ thành hai hướng khác nhau. Đối với các bạn mà chúng ta làm cái lĩnh vực là thiết kế công trình xây dựng thì chúng ta bắt buộc phải xin cái chứng chỉ năng lực y chang giống như là cái chứng chỉ năng lực xây dựng. Mà lưu ý là cái chứng chỉ năng lực này là chứng chỉ năng lực của công ty nha các bạn. Cái chứng chỉ năng lực của cá nhân nó chỉ là cấu thành một cái nhân tố để cấu thành một cái bộ hồ sơ để chúng ta xin cái chứng chỉ năng lực xây dựng hoặc là năng lực thiết kế công trình xây dựng. Nếu như mà chúng ta phân cấp ha, chúng ta sẽ có ba cái cấp chứng chỉ năng lực xây dựng này theo thứ tự tăng dần là hạng 3, hạng 2 và hạng 1. Thì đầu tiên ra chúng ta có thể xin được cái chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 rất là dễ dàng nếu như chúng ta có được các yếu tố về đội ngũ, cái người mà đứng đầu này ha, và cái đội ngũ kiểm soát chất lượng, thì chúng ta có thể xin được cái chứng chỉ năng lực xây dựng hoặc là chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 3. Rồi sau đó khi chúng ta hoạt động khoảng vài tháng, chúng ta có những cái công trình tương đương, nói chung là nó một dạng là chứng minh về cái kinh nghiệm, cái năng lực của chúng ta, thì chúng ta có thể tăng cấp bậc lên là chúng ta tăng lên chứng chỉ hạng 2 và hạng 1. Theo quy định của pháp luật thì để mà chúng ta có thể thiết kế một cái công trình xây dựng hạng 3 hoặc hạng 4 thì chúng ta đều phải có cái chứng chỉ năng lực hạng 3.
Do đó là vô hình chung thì chúng ta muốn thiết kế hoặc muốn thi công xây dựng thì chúng ta đều phải có các cái chứng chỉ năng lực hạng 3 trở lên thì mới được. Còn đối với cái công ty mà chúng ta thiết kế nội thất, tức là chúng ta có sẵn căn nhà rồi, chúng ta chỉ cần bố trí nó không thay đổi về mặt kết cấu của cái căn nhà, nó chỉ là ngăn cái phòng này, chúng ta bố trí cái tủ lạnh ở đây, cái phòng bếp ở đây, rồi chúng ta lát sàn bằng gỗ hoặc là lát sàn bằng gạch đá, rồi phân bố sofa, rồi giường ngủ này nọ đó, thì cái ngành đó hiện nay rất là phổ biến ha các bạn. Thì cái ngành đó không phải là ngành thiết kế công trình xây dựng, mà nó là ngành hoạt động thiết kế chuyên dụng. Do đó thì hoạt động tự do bình thường và chúng ta không cần phải xin thêm bất kỳ giấy phép công hay xuất trình cái chứng chỉ năng lực gì hết á. Cho nên là thật ra là công ty đó dễ thành lập và hiện nay rất là phổ biến. Đối với cái loại hình công ty này thì có một cái đặc điểm là họ có thể có những cái showroom. Thường thì để mà có thể bán được một cái đồ nội thất, ví dụ như hiện nay có một nhà thiết kế rất là hot, đó chính là nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công. Thì chắc là chưa bằng chú á. Chú này có một cái showroom ở bên quận 2 rất là lớn. Thì có một cái đặc điểm là chú này vừa làm trụ sở chính của cái công ty và vừa là cái showroom của công ty. Do đó thì chú không cần phải đăng ký thêm các vấn đề về địa điểm kinh doanh hoặc là chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Còn nếu như mà chú này muốn mở thêm một cái showroom ở đường Nguyễn Huệ, quận Nhất đi chẳng hạn, thì lúc này công ty ở đó vẫn là trụ sở chính, còn ở bên Nguyễn Huệ, quận Nhất thì sẽ đăng ký một cái hình thức, một trong ba hình thức là chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc là cái địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên là văn phòng đại diện thì chúng ta sẽ không được phép giao dịch. Nó chỉ là cái cơ quan đại diện của công ty thôi. Cho nên là nếu như mà các bạn đăng ký văn phòng đại diện thì không có được bán hàng hóa gì, chỉ trưng bày thôi. Đó. Thì nếu như một công ty về nội thất, thiết kế nội thất thì chúng ta có thể lưu ý các cái vấn đề như vậy. Và lưu ý là đối với hai công ty này thì có thể là một công ty nó mang tính chất là chuyên sâu hơn, nghiệp vụ về năng lực nó cao hơn, và một công ty thì nó thiên về hoạt động thương mại nhiều hơn. Thì cả hai loại hình công ty này dù lớn dù nhỏ như thế nào thì chúng ta đều có cái nghĩa vụ thuế như nhau, và chúng ta có những cái bước khai thuế hoặc là các cái deadline đến hạn kê khai thuế thì nó y chang như nhau ha các bạn. Hôm qua thì có một khách hỏi Trân là em muốn mở một công ty làm nội thất mà nhỏ xíu 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 thôi, chỉ còn có cái pháp nhân để kê khai thuế là được rồi, thì có được, nó có cắt giảm được cái thủ tục gì hay không? Thì xin thưa là không hết các bạn. Chỉ có các công ty rất lớn thì nó sẽ có những cái chế độ, ví dụ như bình thường các bạn kê khai thuế theo quý, thì có những công ty nó lớn quá, nó nhiều hoạt động quá thì nó sẽ chọn kê khai theo tháng đó. Còn cái về cái mức thuế thì thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn vẫn phải đóng 20% trên lợi nhuận một năm ha. Một năm chúng ta tổng kết và chúng ta đóng 20% trên lợi nhuận. Còn đối với cái thuế môn bài, tức là lệ phí môn bài á, thì chúng ta sẽ căn cứ trên mức điều lệ mà chúng ta kê khai. Nếu như mà vốn điều lệ kê khai trên 10 tỷ thì chúng ta sẽ đóng 3 triệu một năm. Còn nếu như từ 10 tỷ trở xuống thì chúng ta đóng 2 triệu một năm tiền thuế môn bài. Và cái thuế giá trị gia tăng cũng vậy, chúng ta thu bao nhiêu của khách hàng thì chúng ta sẽ nộp lại cho cơ quan nhà nước. Chúng ta được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thì nó cũng giống như nhau. Và cái thủ tục thành lập thì chúng ta vẫn phải mua cái chữ ký số để chúng ta khai thuế điện tử nè. Chúng ta nếu có nhu cầu xuất hóa đơn thì chúng ta vẫn phải phát hành hóa đơn. Và các cái thể loại công ty cho dù lớn hay rất là nhỏ, hay có doanh thu hay không có doanh thu, thì chúng ta đều phải làm báo cáo thuế hàng quý hoặc là hàng tháng. Cuối năm làm báo cáo tài chính, rồi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi chúng ta quyết toán thuế thu nhập cá nhân, báo cáo các tình hình sử dụng hóa đơn, rồi bảo hiểm xã hội y chang như nhau. Chúng ta chỉ khác là cái số tiền trong đó, thì công ty lớn có nhiều tiền, công ty nhỏ ít tiền thôi, nhưng thủ tục là như nhau hết các bạn. Do đó khi chúng ta thành lập thì việc thành lập ra một cái tổ chức nó có cái tư cách pháp nhân, có con dấu thì nó cũng không có khó lắm. Nếu như các bạn muốn thì chúng ta có thể tự đi làm được. Tuy nhiên là sau khi mà có giấy phép và con dấu rồi thì lúc đó cái nghĩa vụ nó mới phát sinh. Giống như là khi chúng ta sinh một em bé thì rất là dễ để có thể sinh một em bé đúng không? Nhưng mà để nuôi em bé lớn lên, để một cái công ty nó có thể phát triển và nó hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đối với nhà nước thì nó sẽ có đòi hỏi chúng ta phải biết những cái nghĩa vụ của mình và nhờ những cái bên có nghiệp vụ liên quan để hỗ trợ chúng ta. Nếu không các bạn cứ để công ty nó trôi như vậy,
chúng ta mở ra giấy phép con dấu, chúng ta nghĩ là xong rồi nhưng thực tế nó chưa có xong, thì một ngày nào đó các bạn nhận được một cái biên bản nhắc là chúng ta trễ hẹn nè, rồi biên bản xử phạt nè, chúng ta sẽ rất là bất ngờ khi nhìn thấy con số trong cái tờ giấy đó. Các bạn, nếu như chúng ta có ý định thành lập công ty và phát triển công ty một cách nghiêm túc thì hãy tìm một đơn vị thật sự có uy tín để chúng ta được tư vấn, hiểu rõ các cái nghĩa vụ của mình đối với nhà nước để trong quá trình hoạt động không có phát sinh vấn đề gì đáng tiếc xảy ra nha. Hy vọng là chia sẻ hôm nay của Trâm sẽ có ích cho các bạn trong quá trình hoạch định kế hoạch kinh doanh của mình. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn vào nút subscribe, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Rewe Legal. Cũng như là đừng bỏ lỡ các video vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần nhé. Trần vẫn luôn theo sát cái lịch trình làm video cho các bạn đó. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để Trần có thể ra những video chất lượng hơn. Nếu như có bất kỳ góp ý gì thì có thể comment, chúng ta góp ý để cùng xây dựng một cái kênh có nội dung hữu ích phong phú cho cộng đồng khởi nghiệp Việt nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.